Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Lành cho Người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là Khích lệ đem lại sự gây dựng qua câu gốc Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 11. Lời Chúa chép rằng: Vậy anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau như anh em vẫn làm. Amen. Có bao giờ bạn cảm thấy hối hận vì không nói điều gì đó tới một người nào đó không? Có thể họ đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn và bạn không biết nói gì, nhưng bạn cảm thấy bạn đã có thể nói điều gì đó. Khi Phaolô, tác giả của sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, viết cho hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca, ông cho họ một vài lời khuyên thiết thực. Phaolô nói với hội thánh tiếp tục khích lệ lẫn nhau. Đây là điều mà họ đã làm, nhưng Phaolô cảm thấy đó cần thiết để gợi nhắc họ để tiếp tục làm điều này. Sự khích lệ có thể thay đổi thái độ của một người, có thể nâng đỡ ai đó khỏi một nơi tối tăm. Khích lệ ai đó có thể cho họ hy vọng và sự quyết tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn. Có lẽ bạn có thể nhớ lại thời điểm khi ai đó khích lệ bạn, khi bạn trải qua một khoảng thời gian khó khăn và sự khác biệt tạo ra trong cuộc đời của bạn. Phaolô đang khích lệ chúng ta để làm điều đó cho những người khác. Hội thánh có nghĩa là một nơi của sự khích lệ. Chúng ta không bao giờ nên để bất kỳ sự khích lệ nào không được nói ra, nhưng chúng ta nên cởi mở, nâng đỡ lẫn nhau. Dành một chút thời gian hôm nay để nghĩ về một ai đó trong cuộc sống của bạn và bạn có thể khích lệ. Đó có thể là một người nào đó đang trải qua khoảng thời gian khó khăn, hoặc đó có thể là một người nào đó đang cần gợi nhắc rằng mọi người quan tâm đến họ. Không bao giờ để sự khích lệ đi đến im lặng, vì đó là một trong những cách chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau. Amen. Xin mời chúng ta cùng suy ngẫm. Làm thế nào bạn có thể khích lệ ai đó ngày hôm nay? 1. Bằng cách hỏi làm thế nào tôi có thể cầu nguyện cho họ. 2. Thông qua những hành động của tôi có thể phục vụ họ. 3. Với những lời nói của tôi có thể nâng đỡ họ lên. Amen. Xin mời chúng ta cùng cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, cảm tạ Ngài đã dựng nên chúng con như một thành viên trong gia đình Ngài. Chúng con rất biết ơn những người trong cuộc sống của chúng con đã khuyến khích động viên chúng con. Chúng con cầu nguyện để chúng con có thể là nguồn khích lệ cho người khác. Xin giúp chúng con nhận biết được những người đang nản lòng xung quanh chúng con. Xin chỉ cho chúng con những cách lan truyền tình yêu thương của Ngài với người khác. Nhân danh Chúa Giêsu, Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin Lành cho nhiều người biết đến tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.